Nay để máy trong anh sẽ dẫn nhanh cái cách khởi động của cái máy phun vôi bột cũng như là những cái máy mà sử dụng động cơ 2 thì ở 4 thì bình thường dưới. Đối với cái máy này thì đầu tiên chúng ta đổ như máy 4 thì chúng ta phải đổ nhớt trước, sau đó chúng ta đổ xăng vào đầy đủ, còn máy 2 thì chúng ta pha xăng nhớt sau đó đổ vào. Xong chúng ta sẽ sử dụng có một cái bong bóng xăng ở bên trong. Bên trong này chúng ta bơm bóp nhả bong bóng xăng. Đấy, các bạn có thể thấy bao giờ xăng ra đến cái ống xả xuống này thì chúng ta dừng. Đó, các bạn có thể thấy. Đấy. Đó. Xăng nó đã xuống đây rồi. Đấy, nước nó hút lên đây, xong đây là cái xăng xả thừa xuống để nó bơm. Đó, tiếp đến là chúng ta sẽ đóng một ít gió lại, tạm thời đóng gió, kéo xuống là mở nhá, kéo lên là đóng, để cho dễ khởi động chúng ta đóng gió một ít, chúng ta giật. Rồi, chúng ta mở gió ra. Những lần sau thì chúng ta chỉ cần cứ giữ nguyên này chúng ta giật là được.